ra sao nếu như cuộc sống của chúng ta mỗi ngày là đấu tranh và giành giật, đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết? Điều này không ai muốn xảy ra. Hôm nay hãy cùng Thu Hiền TV đón xem cái kết cho kẻ xấu xa như thế nào nhé. Con bé kia, đứng lại! Mình phải trốn mới được. Nó đâu mất rồi? May quá. Đó cho chú. Khốn nạn. Chú, trong chiếc hòm này có một thứ rất nguy hiểm. Chú hãy bảo vệ nó giúp cháu, đừng để kẻ khác lấy mất. Tất cả nhờ vào chú. Ừ, được rồi. Thôi, hai đứa ở lại chăm sóc mẹ nhé. Chú đi ra ngoài trước. Mình phải ra xem thế nào. Không có ai. Bắt được rồi. Im mồm. Ngọc Anh đâu rồi? Hoàng nào cô bé. Thôi chết. Hai đứa đâu rồi? Không muốn hai đứa chết, mang chiếc hòm tới đây vào nhé. Làm thế nào bây giờ? Đến rồi đây à. Thứ người muốn đây, thả hai đứa ra. Lên lấy nó cho ta. Vâng. Đưa đây. Đại ca, chiếc hòm đây rồi. Tốt lắm. Hả? Hai đứa. Khốn nạn, bị nó lừa rồi. Hân, Hân tỉnh lại đi. Ngọc Anh, sao thế này? Cậu giúp tớ một tay. Được, được. Được rồi. Có nó, ta sẽ thống trị thiên hạ này. Gì thế này, lọ thuốc đâu? Thằng khốn. Hắn ta đến rồi, mau trốn thôi. Chúng nó đâu rồi? Người đi lối này cho ta. May quá. Tôi có cách này. Được rồi. Là ở đây. Chiếc hộp. Thả chú ra, là chú đây. Thôi chết, là chú Tuấn. Chú có sao không chú? Cháu xin lỗi ạ. Chú không sao, đi thôi. Các người định chạy đi đâu? Đưa lọ thuốc ra đây cho ta. Chú không được đưa cho hắn. Nhóc con. Dám đánh bạn ta. Thả ra, thả ra. Hả? Ôi trời ơi.
ngươi thắng được ta sao? Mau đưa lọ thuốc ra đây. Cứng đầu đấy. Thuốc ở đây. Dừng lại, thứ ngươi cần đang ở đây. Không, thuốc của ta, thuốc của ta. Hân ơi, dậy đi con. Ngọc Anh, để cô đỡ dậy. Mọi người không sao đó chứ? Ôi, chúng ta phải ra khỏi đây, mau. Thuốc của ta. Bè là những mối quan hệ cần thiết giúp cân bằng cuộc sống của con người. Ngày hôm nay, Thu Hiền TV sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện về một tình bạn bất đắc dĩ. Đứng lại! Bảo đứng lại cơ mà! Đây là bữa sáng hôm nay thưa cô. Mời cô chủ dùng bữa. Để mình thử món này xem. Cũng không tồi. Toàn bộ mẫu váy mới nhất đây ạ. Quá xấu. Bộ khác đây ạ. Bộ này được đấy, rất hợp với mình. Đi thôi. Mời cô. Đây là đâu? Không giống đường về nhà. Ông ấy làm gì thế nhỉ? Cảm ơn anh, cảm ơn. Cảm ơn chị. Đúng là việc nhẹ lương cao. Kiếm cái gì ăn trước đã. À, ông ấy đi rồi. Mình ngồi đây được không nhỉ? Cái này để làm gì? À, đây là gì? Sao họ lại cho mình? Cái này để làm gì? Nhóm lửa được không nhỉ? Hôm nay thời tiết thật là đẹp. Cái gì thế này? Wow, thật là xinh đẹp. Chị xinh đẹp ơi. Xin à? Cái đồ quê mùa. Tức quá. Chị đứng lại cho tôi. À, đầu của chị ta. Sao mày dám lấy tóc của tao hả? Mày tới số rồi. Bỏ ra. Không bỏ. Bỏ ra. Không. Mày bỏ ra không? Chị bỏ ra trước đi. Cô đánh nhau à? Livestream luôn. Các bạn đang xem vụ ẩu đả của hai cô gái xinh đẹp. Hãy theo dõi cùng Tuấn Tiền Tỷ nha. Lên thôi. Lại đây. Các cô làm gì vậy? Dám quay à? Trai quá. Trai đẹp. Anh đẹp trai, anh có sao không? Đi cùng tôi. Anh ấy là của tôi. Của tôi. Của tôi mà. Của tôi. Đi với tôi. Đi. Là của tôi. Thả tôi ra. Này. Cô ta đi đâu thế nhỉ? Anh đẹp trai. Wow.
lên em ơi. Anh thích chứ? Thích. Chị ta làm gì thế kia? Lại đây với em nào. Tất cả những thứ này sẽ là của anh. Lại đây. Wow, tiền. Anh ơi, anh phải giữ mình. Ôi, tiền. Cả vàng nữa, em cho anh thật sao? Ôi, là vàng thật, chậu to rồi. Wow, kim cương. Đây cũng là tiền này, thơm quá. Con mồi đây rồi. Không được nhúc nhích. Đứng im. Ôi, anh cứ bình tĩnh. Thằng kia, cút mau, đưa hết tiền đây. Không, không. Anh ơi, cứu em. Đưa tiền ra đây. Mấy tên kia, dừng lại. Ai thế? Lại có đứa muốn nộp mạng đây mà. Chỉ thế thôi à? À, đau chết ta rồi. Chỉ còn lại một tên thôi. Bỏ tay ta ra. Chết này. Chọn người chết này. Đứng lại. Chị không sao chứ? Có bị thương ở đâu không? Không, chị không sao. Chị xin lỗi. Em cũng xin lỗi, do em không đúng. Chúng ta làm chị em tốt nha. Chào hai người đẹp, anh quay lại rồi đây. Này thì người đẹp. Đau quá. Chúng ta đi thôi. Không chỉ là việc bạn chung dòng máu với ai, mà còn là việc sống với nhau bằng tấm lòng biết bao dung và chia sẻ, nhất là đối với anh em ruột thịt. Hãy cùng theo dõi hai anh em trong câu chuyện ngày hôm nay, xem bạn có nhìn thấy mình trong đó không nhé. Hai đứa, ba về rồi đây. Làm em mà mày. Mày tưởng là anh là mày to à? Lại nữa rồi. Hai đứa có thể để nhà cửa yên bình một ngày không? Tại nó đánh con trước, tại nó lấy đồ của con, tại mày ấy. Im ngay. Đi lên phòng. Thằng khốn, tao sẽ ghi sổ, sau này bắt mày trả lại. Ngày 2 tháng 10 năm 2021, thằng Tuấn nó đấm mình 3 phát, mà mình mới trả được 2 phát. Vì cái quần rách mà nó dám đánh mình. Ngày 2 tháng 10 năm 2021, lại bị thằng chó Tuấn nó đá vào chỗ hiểm. Nhưng mình lấy lại được chiếc quần đùi hoa. Như vậy nghĩa là mình là người chiến thắng trong trận này. Hai thằng kia. Dạ. Thằng Tuấn đâu? Đêm hôm mà ba còn gọi cái gì nữa? Mày lại gây chuyện gì đúng không? Có mày ấy. Hai thằng đâu rồi? Vâng, bọn con đây. Ba gọi bọn con ạ. Cuối cùng cũng xuống. Ba bình tĩnh, có gì từ từ nói. Ba đừng làm con sợ. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Hai con trai của ba đã bước sang tuổi 18. Ba, mai mới là sinh nhật tụi con mà.
Nhà mình theo lịch quốc tế sang ngày mới rồi. Con dao này để làm gì vậy ba? Để cắt bánh chứ còn gì nữa. Để ba đốt nến cho hai đứa. Ước gì mẹ các con còn sống. Thôi ba đừng buồn, hôm nay sinh nhật bọn con mà, phải vui lên chứ. Tao là anh, tao thổi trước còn lâu. Khoan, đã ước đâu? Vâng vâng. Ước gì thằng Tú ngày ngày bãi dưới tay mình. Ước gì mình sớm trả được cú đấm hôm nay của thằng Tuấn cho nó tàn sát. Mong rằng hai đứa sẽ luôn hòa thuận yêu thương đùm bọc lẫn nhau. Hả? Ủa, rồi sao? Sinh nhật ai? Ba xin lỗi, để ba thắp lại rồi hai đứa cùng thổi. Không, con lớn rồi, con không thổi chung với nó nữa. Bộ tao thích thổi chung với mày chắc. Thấy tự mua mà thổi. Có thôi đi không? Chúng mày là anh em đấy. Con không thèm làm anh em với nó, con cũng vậy. Ơ kìa. Bà nó ơi, tôi xin lỗi vì không dạy bảo hai đứa nên người. Nếu bà còn sống chắc sẽ khác, là tại tôi không tốt. Qua hôm nay cả hai đứa đều trưởng thành rồi, làm sao để chúng nó thay đổi đây? Bà ở trên trời linh thiêng, hãy phù hộ cho hai anh em chúng nó sớm có thể thấu hiểu được cảm xúc, nỗi đau của nhau để yêu thương nhau hơn. Hai thằng nhóc này cứ làm ba phải phiền lòng, rồi lại gọi mẹ về. Đừng có trách mẹ ác đấy. Nhất định phải yêu thương nhau nghe chưa? Yeah, iPhone đời mới. Sao lại là sách? Bố tặng anh điện thoại đấy. Hiền, em muốn đi đâu chơi? Hôm nay là sinh nhật anh mà, em có chuẩn bị cho anh một món quà. Sao bí mật thế? Hiền, em có biết tại sao anh thích em không? Tại sao hả? Bởi vì em rất giống người mẹ đã mất của anh. Đánh đi, sang trái, mày biết chơi không hả? Thằng kia, chơi đỉnh vậy. Cảm ơn món quà của em. Cái gì đâu anh? Anh cũng có một món quà tặng em. Nhắm mắt lại đi. Đánh nó đi. Đúng rồi, trả thù cho tao. Ôi trời ơi, biến thái à. Thằng bệnh hoạn này. Tao xin lỗi, cứ như ai đó điều khiển tao vậy. Mày muốn gì thì nói luôn đi, đừng có đổ linh tinh, đừng có đứng ghế tao nữa. Đánh đi. Sắp chết bây giờ. Anh cảm thấy thế nào? Cảm giác rất mới lạ, mình thử cái khác nhé. Cái thằng này. Nói thật đi, mày muốn dê bọn tao đúng không? Này bị làm sao không biết, như bị ma nhập ấy. Anh bị làm sao nữa vậy? Đồ điên. Hiền ơi, Hiền. Mặt mày sao thế? Mặt mày. Tao tưởng mày đi chơi với bạn, chúng nó đánh mày à? Chả hiểu hôm nay bị làm sao. Đang yên đang lành, tự dưng tao ôm hai thằng kia hôn tới tấp, bị chúng nó đánh cho. Chưa hết, lúc sau còn bị điện giật nữa chứ. Sao quen thế nhờ? Hôm nay mình cũng cảm thấy giống như bị ai đánh, rồi cả bị điện giật nữa. Chả nhẽ chỉ là trùng hợp. Thế còn mày, tưởng mày đi hẹn hò hay là mày bắt cá bị nó đá cho rồi?
Không phải đâu bố. Im ngay, không chăm chỉ học hành lại còn không lấy anh làm gương à? Vâng, chỉ có nó là con ngoan trong cái nhà này thôi. Mày có giỏi thì đi luôn, đừng có về nữa. Chết rồi, nó mà làm sao thì mình cũng toi. Mở to mắt ra, nhìn xem tao là ai. Em xin lỗi, em không cố ý. Mày tưởng xin lỗi là xong à? Không được đánh em tao. Lại thêm một thằng ngu nữa. Dừng lại ngay. Sao nó đánh thằng Tuấn mà mình đau vậy trời? Chẳng lẽ mọi chuyện là... Ui da, à, à. Thôi, vậy là đúng rồi. Thằng chó, mày biết thiết đầu công à? Nhớ mặt tao đấy. Mày có làm sao không? Hóa ra những chuyện kỳ lạ hôm nay là như vậy à? Hai đứa, sao mặt mũi lại thành ra thế này? Tú, mày lại đánh anh đúng không? Không phải đâu ba, bọn con bị Du Côn đánh. Đứa nào dám động vào hai đứa, để ba đi xử nó. Thôi, ba đừng đi. Không cần đuổi theo đâu ba. Con biết lỗi rồi, từ nay con sẽ hòa thuận với anh. Con cũng thế, chứ nó mà bị đánh thì con cũng đau. Hả? Chẳng lẽ điều ước đó lại thành hiện thực? Điều ước gì cơ? Bà đã ước với mẹ hai đứa, mong hai đứa thấu hiểu nỗi đau của nhau để yêu thương nhau hơn. Chẳng lẽ mẹ về? Còn nữa nhé. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Thu Hiền TV. Mình là Thu Hiền. Mình là Linh Trang. Còn mình là Kilo nha. Các bạn ơi, nếu các bạn thấy hay, hãy nhớ like.